Chào các bạn, cũng sắp đến Tết rồi, các bạn đã chuẩn bị và trang trí nhà cửa cho mình xong chưa? Như các bạn cũng đã biết, có rất là nhiều cách để trang trí nhà cửa, từ phức tạp cho đến đơn giản, cầu kỳ, tắt tiền, rẻ tiền hay trung bình khá. Mình biết có một cách trang trí cũng đơn giản thôi và chi phí cũng rất là hợp lý, với nguyên liệu là mica và số tiền từ 200.000 trở xuống là các bạn cũng có thể tự mình làm ra một bức tranh cách điệu đơn giản nhưng cũng rất là đẹp, như bức tranh này chẳng hạn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Vậy mình và các bạn cùng làm nhé. Trước khi đem ra tiệm yêu cầu họ cắt thì mình cần phải làm một file vector. Bức ảnh con ngựa này các bạn có thể dễ dàng tìm trên Google và download về để làm mẫu vẽ. Link download thì mình đã để ở dưới clip. Sau đó bạn import vào AI hoặc là Corel để tiến hành vẽ. Và nếu không thì bạn có thể download trực tiếp cái file mình đã vẽ ở phía dưới clip. Kích thước mặc định thì mình sẽ để là 50 x 35. Các bạn có thể thay đổi tùy theo ý thích của bạn. Các bạn có thể đi đến bất kỳ tiệm cửa hàng quảng cáo nào mà có ghi là cắt khắc laser là họ sẽ cắt theo yêu cầu của bạn, từ màu sắc, kích thước, vật liệu, độ dày. Độ dày thì mình sẽ chọn là 2 ly, còn tùy theo sở thích của các bạn có thể chọn 3 ly, 5, 6, 7 hay là 10 ly. Càng dày càng đắt. Tùy các bạn. Và sau khi hoàn thành xong thì bạn sẽ tiến hành đi cắt. Đây là các mảnh đã được cắt xong, nó sẽ như thế này. Khi mà đã cắt xong rồi các bạn sẽ bắt đầu ráp lại. Để có được, các bạn nên có một bản mẫu như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành ráp theo bản mẫu. Bắt đầu đây là cái bơm. Đây là phiên bản màu đen, không phải là phiên bản màu đỏ như các bạn thấy lúc nãy. Phiên bản này thì có kích thước thật của nó là 50 x 35, khá là nhỏ so với kích thước của màu đỏ là 70 x 90. Tùy theo không gian phòng khách nhà bạn mà các bạn sẽ chọn kích thước phù hợp. Ngoài màu đen, màu đỏ thì các bạn có thể lựa chọn thêm màu trắng. Với màu đen thì các bạn có thể liên tưởng đến con ngựa tuyệt ảnh. Với màu đỏ thì các bạn có thể liên tưởng với con thố. Còn con ngựa màu trắng thì các bạn có thể liên tưởng đến con chiếu dạ. Sau khi các bạn đã xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh như hình mẫu thì chúng ta sẽ tiến hành dán lên tường. Để dán lên tường thì các bạn nên sử dụng băng keo hai mặt loại mỏng, sẽ giúp các bạn có thể tháo và chỉnh sửa các mảnh ghép của mình dễ dàng hơn.